Chào mừng các bạn đã đến với Camera Hải Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc camera giám sát ngoài trời siêu nét với góc quay rộng và ghi hình full màu cả ngày lẫn đêm thì đừng vội bỏ qua video này nhé. Hôm nay mình sẽ review thêm mẫu iMount Flex 2E có mã là F42FB của nhà iMount. Thì đây là phiên bản cam ngoài trời cố định không có khả năng xoay 360 độ như là mẫu F42FB và mẫu F41FB mà vài tuần trước mình có giới thiệu. Nhưng bù lại thì chúng có khá nhiều tính năng nổi bật. Giờ thì mình cùng đập hộp và trải nghiệm tính năng của chúng nhé. Về ngoại hình thì Bullet 2E có thiết kế khá nhỏ gọn. Thì theo nhà sản xuất thì em này thiết kế theo tiêu chuẩn IP67 giúp chống nước kháng bụi hiệu quả. Phía trước camera sử dụng ống kính có độ phân giải 4M cho phép xuất hình ảnh tối đa lên đến UHD 2K với màu sắc thể hiện hết sức trung thực. Đặc biệt thì ống kính có tiêu cự 2.8mm nên là hỗ trợ quan sát với góc nhìn cực rộng. Bên cạnh đó, Bullet 2E còn có khả năng nén video chuẩn H265 giúp tiết kiệm được dung lượng lưu trữ và tiêu thụ ít lượng băng thông hơn, chỉ bằng 50% so với chuẩn H264. Về khả năng quan sát ban đêm thì nhờ tích hợp LED hồng ngoại và hai đèn chiếu sáng mà F42FB hỗ trợ quan sát ban đêm với 4 chế độ. Đầu tiên là chế độ hồng ngoại, với LED hồng ngoại tự động bật khi trời tối hỗ trợ cho camera ghi lại hình ảnh trắng đen rõ nét với tầm xa lên đến 30m. Thứ hai là chế độ màu, cho phép camera ghi hình có màu vào ban đêm nhờ bật hai đèn chiếu sáng, giúp bạn dễ dàng theo dõi mỗi tình huống diễn ra tại khu vực. Tiếp đến là chế độ thông minh. Camera sẽ tự động chuyển từ ghi hình trắng đen sang ghi hình có màu khi phát hiện có người xuất hiện trong khu vực giám sát. Cuối cùng là chế độ tắt. Bạn có thể chọn chế độ này khi muốn camera giám sát ánh sáng tại khu vực. Thì chế độ này nên áp dụng khi khu vực có sẵn đèn chiếu sáng hoặc là bạn không muốn kẻ gian biết được khu vực có lắp đặt camera. Tính năng tiếp theo là ghi âm khu vực. Thì nhờ tích hợp mic thu âm trên camera với khả năng lập âm cực tốt, giúp bạn có thể vừa xem camera ghi hình vừa nghe âm thanh tại khu vực tiện lợi. Ngoài ra, iMount Bullet 2E4B này có khả năng phát hiện con người nhạy bén khi bước vào phạm vi quét của camera. Hơn nữa, khi bật chế độ ban đêm thông minh, iMount còn chủ động nhấp nháy đèn chiếu sáng tại khu vực giúp hù dọa và xua đuổi kẻ gian hiệu quả. Đồng thời sẽ gửi tin nhắn cảnh báo về điện thoại để bạn kịp thời phát hiện và theo dõi khu vực ngay. Đặc biệt, iMount Bullet 2E còn đóng vai trò như một điểm phát sóng Wi-Fi. Chúng hỗ trợ chế độ AP mềm cho phép điện thoại truy cập trực tiếp vào Wi-Fi của camera. Do vậy, khi ở gần camera mà không có Internet sẵn, thì bạn vẫn có thể xem camera trên điện thoại. Với nhiều tính năng giám sát thông minh như vậy, nhưng iMount F42FB được bán với giá chỉ từ 900.000 đồng tại Hải Nam. Tuy nhiên, thì mức giá vẫn sẽ có sự thay đổi tùy vào từng thời điểm khuyến mãi. Vì vậy, để cập nhật giá chính xác nhất, bạn có thể vào link sản phẩm hoặc là gọi đến hotline bên dưới phần mô tả để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất nhé. Nếu thấy video này hay thì cho mình xin một like, nhớ bấm nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.